Xin chào các bạn. Thì nội dung của chúng ta hôm nay sẽ là retroactive hai cái dự án, đó là cày Aerox, hai dự án đó là Story một layer 1 và Min Blockchain một layer 2. Thì Story là mình đã làm khá là nhiều video về Story, nhưng mà chủ yếu là chạy nốt, mình chưa có hướng dẫn các bạn làm retroactive cày cái T transaction của Story này ha. Và cái thứ hai là Min Blockchain thì mình đã có làm vài video rồi, nhưng mà khá lâu rồi mình có không có làm lại. Thì hôm nay mình làm một video mới về Min Blockchain, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với phần đầu tiên của video, đó là Story. Mình nhắc lại, Story là một layer 1 và đã ra được vốn là hơn 140 triệu đô la ở thời điểm hiện tại. Mình không nhớ là chính xác bao nhiêu, nhưng mà nó sẽ hơn con số 140 mà mình đưa ra khá là nhiều, đúng không ạ? Rồi Story, cái ngày 31 tháng 10 vừa rồi, tức là đầu cuối tháng 10 vừa rồi, thì Story đã pin một cái thông báo, đó là gì? Vào ngày thứ năm sắp tới đây, đó là vào ngày 7 tháng 11 năm 2024, thì Story Protocol sẽ tiến hành khởi chạy Final Phase. Final Phase thì theo như chúng ta có thể hiểu đây sẽ là gì? Đây sẽ là cái chặng cuối cùng trước khi Story tiến hành mainnet. Và đây là một thời điểm cực kỳ quan trọng với chúng ta khi mà chúng ta làm retroactive cho cái dự án Story này. Thì hiện nay đang là testnet, mình nhớ không lầm là Iliad các bạn ha. Vì vậy trước khi đi vào cái phase cuối cùng này, chúng ta phải cày thật nhiều transaction trên cái testnet version cũ này. Và để có thể cày được nhiều transaction nhất thì chúng ta phải làm như thế nào, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi đây là mình đang có 4 cái website để cho chúng ta có thể cày retroactive cho cái dự án Story Protocol. Và cái mà mình muốn các bạn là các bạn hãy cố gắng, hôm nay là ngày 5 và đến ngày 7 là chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa thôi, thì các bạn hãy cố gắng cày cho mình càng nhiều TX càng tốt, cố gắng là trên 100 TX sẽ là tốt nhất. Bởi vì có thể rằng ở cái phase này thì cái điểm thưởng của chúng ta sẽ nhiều hơn khá là nhiều so với cái điểm thưởng ở cái round cuối cùng, đúng không ạ? Bởi vì sao? Ở cái round cuối cùng này có lẽ sẽ rất nhiều người tham gia và rất nhiều transaction được tạo ra. Vì thế chúng ta ở thời điểm này mới là cái thời điểm mấu chốt quan trọng nhất để chúng ta có thể có được số bond nhiều nhất. Rồi, thì mình sẽ để các cái đường link này ở phía dưới phần mô tả của video để các bạn có thể theo dõi ha. Thì đơn giản thì retroactive thì có lẽ các bạn không có lạ lẫm gì rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ vào lần lượt từng cái dự án ở trên hệ sinh thái của Story thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện các cái bước, ví dụ như là swap nè, ví dụ như là mua NFT nè, đúng không ạ? Min NFT nè. Rồi các bạn add bull nè, các bạn add thanh khoản nè. Rồi các bạn làm gì nữa? Add bull, add thanh khoản, sau đó chúng ta lend borrow, đúng không ạ? Tức là chúng ta vay và chúng ta cho vay. Rồi, thì đại khái là làm được gì thì chúng ta cứ làm hết trong khả năng của chúng ta đi. Và các bạn hãy cố gắng, mình mong rằng bạn nào cũng có được trên 100 TX ở cái testnet Iliad này, được không ạ? Rồi, ví dụ như dự án là Mycelium này thì làm sao? Thì các bạn chỉ việc bấm vào đây ha, các bạn đăng nhập vào, kết nối ví vào, sau đó các bạn vào MyStart. Ở cái MyStart này thì sao? Mấy bạn sẽ vào cái phần là Quest. Mình xin lỗi, ở đây các bạn chỉ vào phần Quest luôn ha, đừng có vào ví ha, vào phần Quest này. Thì các bạn sẽ thấy nè, ở đây là Quest nè. Đó, thì nó sẽ cho các bạn điểm này. Ở đây nó có hai, đầu tiên là chúng ta tạo một cái meme, là sau đó chúng ta share thì chúng ta sẽ có điểm, đúng không ạ? Và không quan trọng lắm cái phần này bạn, các bạn ơi, quan trọng nhất là chúng ta kiếm được các cái TX ở trên cái dự án này, được chưa? Rồi các bạn ấn dấu cộng ở phía dưới này ha, dấu cộng đây, sau đó các bạn chọn bất cứ một trong bốn thằng này, được không ạ? Rồi các bạn chọn một cái hình nào các bạn cảm thấy phù hợp cho ngày hôm nay, được không ạ? Đó, thì Halloween đã qua rồi, nhưng mà mình các bạn có thể chọn cả bốn hình để nó ghép lại luôn ha. Rồi sau đó các bạn có thể chọn, tùy chọn này, mở rộng ra, các bạn có thể vẽ vời vào đây luôn, được không ạ? Sau đó các bạn chọn cho mình Publish. Rồi các bạn sẽ trả phí trên mạng IP, được không ạ? Các bạn trả phí bằng IP.
Còn cái việc mà file set IP thì mình sẽ không nói nhiều đến ở thời điểm này nữa ha. Và các bạn ở thời điểm này thì có lẽ các bạn phải biết cái chuyện file set, hoặc là các bạn lên mạng các bạn tìm cách để các bạn đi file set token story cho chính các bạn ha. Rồi chúng ta chờ tí xíu để cho nó nhận phí gas các bạn. Đó. Thì ở thời điểm này nếu như các bạn nào mới thì các bạn có thể xin cứ khoảng 4 tiếng các bạn xào lại một lần, thì mình nghĩ là các bạn xào trong ngày hôm nay và ngày mai là các bạn sẽ đủ 100 TX thôi các bạn. Rồi vậy là mình đã xong, nó đã min cho mình một cái hình được không ạ, meme. Và sau khi nó min xong thì bây giờ là gì, mình sẽ tiến hành share lên trên Twitter của mình được không ạ. Các bạn bấm vào đây xong các bạn share là nó sẽ tự chạy lên Twitter của các bạn thôi, được chưa ạ. Rồi vậy là mình đã hoàn thành dựa cho cái DApp đầu tiên trên Story. Các bạn có thể vào IP faucet đây ha, nó sẽ chuyển hướng các bạn đến cái chỗ là faucet token đúng không ạ. Rồi thì không faucet được thì các bạn có thể vào cái trang như sau, tiện đây mình chỉ luôn ha, faucet story rồi sau faucet me bro, thì mỗi ngày các bạn faucet được 2 token IP ở đây đúng không ạ. Rồi ok, mình sẽ để đường link phía dưới cho các bạn luôn. Rồi tiếp theo là đến dự án thứ hai là Story Hunt. Thì cái dự án này thì nó rất là đơn giản, các bạn chỉ việc gì swap từ IP sang các cái loại token khác mà thôi được không ạ. Đấy, các bạn swap sau đó các bạn trả phí thôi là xong. Đấy, các bạn thấy nó đã thành công. Các bạn có thể swap hết một lượt này xong bắt đầu các bạn phải swap chéo cho nhau, bởi vì có những cặp có các bạn có thể swap được nhưng có những cặp các bạn không thể swap được ha. Thì cái này các bạn phải cố gắng thôi. Thì bởi vì cứ mỗi lần các bạn làm thì các bạn có được thêm một transaction trên mạng story. Tiếp theo chúng ta sẽ qua là Unless Protocol. Thì nếu như bạn nào theo dõi mình ở khá lâu rồi thì các bạn sẽ biết mình cũng đã có làm video liên quan đến Unless Protocol này đúng không ạ. Các bạn vào cho mình phần faucet, các bạn đầu tiên các bạn vào cho mình phần faucet này. Đó thì sau khi nó truy cập được vào đây thì các bạn sẽ faucet lần lượt 4 cái token này được không ạ. Mạng của Story Protocol là diễn ra khá là nhanh các bạn, so với lại các cái testnet của một số cái mạng khác mà mình đã trải qua thì mình thấy là Story Protocol chạy khá là mượt mà đó các bạn. Phí gas cũng không quá nhiều các bạn ha, 0.007 thôi. Tức là các bạn sẽ tốn, nếu mà các bạn thực hiện khoảng 1.000 transaction thì các bạn mới tốn hết một IP thôi các bạn. Đó, rồi các bạn sẽ lần lượt ha, faucet hết 4 token, sau đó các bạn qua phần market này ha. Market này thì ví dụ như các bạn chọn từng cái thì các bạn supply vô. Supply tức là gì, các bạn cho mình đưa token của mình vô trong sàn, mình cho sàn vay để mình kiếm phần trăm. Rồi supply xác nhận đưa tiền vào, mình gửi tài sản vào, mình vào rồi thì bây giờ mình vay, mình lấy tài sản của mình thế chấp, mình vay được không ạ. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ vay ra ra một, cứ các bạn thực hiện như vậy là các bạn đã có được từ 2 cho đến 4 transaction rồi được không ạ. Thì chúng ta sẽ thực hiện lần lượt cho từng loại token mà các bạn có trên ví. Thì các bạn faucet 4 cái token thì ít nhất là các bạn đã có được 4 lần rồi đúng không ạ. Thì 4 lần đó mỗi lần mình cứ cho là 2 transaction đi, một supply và một borrow, thì các bạn đã có được 8 cái transaction rồi. Rồi vậy là mình đã hoàn thành borrow rồi đúng không ạ. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chuyển sang một số cái đồng con khác, ví dụ như là WETH, USDT và USDC. Ngoài ra thì sàn nó còn cho chúng ta gửi NFT vào nữa ha. Ở đây thì có IP này, nhưng mà để supply thì các bạn lại phải có dup IP. Thì mình cũng chưa biết kiếm dup IP ở đâu ha, swap từ đâu để ra dup IP thì mình chưa biết các bạn ha. Đây mình đã supply được 2 dup IP rồi các bạn ha. Rồi tiếp theo là gì, các bạn có thể đưa cái token, đưa cái NFT vào trong supply cái NFT vào trong cái DApp này luôn. Nhưng mà cái NFT đó các bạn lấy ở đâu, thì các bạn sẽ vào cái trang là color mp lotpad, thì các bạn min ra cái NFT này.
đúng không ạ? Thì cứ mỗi lần các bạn làm thì các bạn min lấy một hoặc vài cái NFT thôi, tùy bạn. Cứ mỗi cái NFT thì các bạn min xong thì các bạn sẽ được gì? À, các bạn sẽ được một TX. Đấy, các bạn thấy không? Hoàn thành. Đây, ví dụ như mình min hai cái. Đó, thì các bạn có thể vào các bạn min một lần 5 cái hoặc 20 cái cũng được ha. Mình làm sau, mình làm chậm trễ thì mình min nhiều một tí. Đó, các bạn thấy là ngày hôm qua mình làm là chỉ có 2 triệu lúc này nè, chỉ có 2 triệu cái NFT này thôi, nhưng mà trong một ngày hôm qua đến ngày hôm nay mà nó đã tăng thêm 2 triệu nữa. Tức là hiện nay đang có một số lượng người khổng lồ đang farm TX trên mạng Story đó các bạn. Thì bây giờ mình cứ nói đơn giản đi, 2 triệu token với mỗi người như mình mà min ra hai cái NFT thôi, thì có phải là ý là đã có khoảng 1 triệu tài khoản đang farm TX trên mạng Story rồi các bạn. Chúng ta sẽ chỉ, mình nhắc lại, chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa thôi, vì vậy các bạn phải cố gắng ha. Thì sau khi mình có token rồi thì mình sẽ qua đây, mình có cái NFT color rồi thì mình sẽ qua đây các bạn ha. Mình chọn supply xong bắt đầu mình chờ để cho nó nhận số lượng cái NFT trên ví của các bạn. Lúc nãy là mình min 3 cái đúng không ạ? Rồi, thì các bạn chờ tí xíu ha. Đó, thì nó đã hiện ra rồi. Thì các bạn nên chọn 3 cái, chọn những cái ở phía dưới cùng này giùm mình ha. Đây, mình xin lỗi, đây mình mới min 3 cái này, 7 triệu này, những cái này hôm qua mình đã dùng rồi, được không ạ? Rồi, thì các bạn chọn vô những cái mới nhất các bạn làm, sau đó các bạn chọn supply. Rồi, bây giờ mình sẽ min thêm hai cái nữa các bạn. Mình sẽ min thêm hai cái nữa để mình mang lên trên sàn giao dịch mình bán các bạn ha. Bởi vì cái color này là một cái sàn giao dịch NFT. Vì vậy mình sẽ min thêm một hai cái nữa để mình đi bán. Đây các bạn ha, đã supply xong ha. Thì bây giờ mình tắt đi, sau khi làm xong thì mình tắt đi thôi. Được ạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua phần collection. Sau đó mình sẽ đi vào cái ví của mình My Collection, bấm vào đây ha, bấm vào cái ví của mình My Collection. Rồi ở đây mình sao làm sao mình sẽ chọn đây, các bạn thấy là những cái năm là những cái ngày hôm qua nè. Cái số 7 thì có lẽ là nó chưa về, đúng không ạ? Rồi lúc nãy mình có min một cái NFT, mình min một cái NFT nhưng mà mình lại chưa thấy nó xuất hiện ở đây. Ok, thì bây giờ mình chưa thấy nó xuất hiện ở đây thì bây giờ mình kiếm một cái nào đó mình bán đi. Đó, ví dụ như mình lấy cái này đi ha, mình gọi mình loại list for sale. Ở đây mình điền vô là 20 IP, mình ấn list for sale. Rồi ở đây các bạn sẽ xác nhận ha. Approve. Approve tức là gì? Cho cái sàn giao dịch này nó truy cập vào trong ví của các bạn để nó lấy cái NFT đó ra, được không ạ? Đây các bạn ha, transaction delete item là với giá là 20 IP. Đó các bạn thấy không? Khi mà mình có tiền thì mình còn đi mình mua thêm những cái NFT này nữa này các bạn. Đấy. Bây giờ mình list thêm 3 này nữa, được không ạ? Mình cứ list là 10 IP thôi, ai mua thì mua, không mua thì thôi các bạn ha. Nhưng mà nếu may mắn những mà có người mua thì các bạn sẽ lại có thêm transaction trên mạng IP nữa, và điều đó là cực kỳ tốt các bạn. Rồi, nó đã hoàn thành, được chưa? Rồi bây giờ mình nhiều quá thì bây giờ mình list đây nè. Các bạn thấy có chữ on sale là đang gửi bán nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình ví dụ như mình lấy thằng này đi. Rồi bây giờ mình bán với giá 1 IP thôi. Đây cái này là min hả? Ok, min thì min. Đó, các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy. Mình không rõ làm sao nó ở trong ví của mình nhưng mà nó bắt mình đi min nè các bạn. Rồi ok, mình sẽ quay lại xem còn làm được gì nữa hay không ha. Mình thử thôi. Rồi bắt min, ok.
Rồi vậy là nó đã hoàn thành các bạn ha. Thì trên đây là một số cái hướng dẫn của mình giúp cho các bạn có thể tương tác với một số đi app trên mạng story để kiếm về các transaction trên mạng story. Thì mình chúc cho những bạn nào mà đã làm story lâu rồi thì có đủ được tối thiểu là 100 TX trên mạng story. Càng nhiều mình nói là càng nhiều càng tốt, nhưng mà cố gắng là trên 100 TX. Còn những bạn nào mà chưa từng tham gia cày story thì ở thời điểm hiện tại các bạn vẫn có thể cày kịp được 100 TX. Quan trọng là các bạn siêng thôi, nhưng mà các bạn đừng ngồi làm một lần 100 TX luôn. Bây giờ các bạn làm lượt thứ nhất, xong rồi chiều các bạn làm một lượt thứ hai, rồi tối các bạn làm thêm một lượt thứ ba nữa, đúng không ạ? Và các bạn hãy cố gắng làm cho đủ được tối thiểu là 100 TX trên mạng story. Rồi mình đấy là phần đầu tiên của story. Bây giờ mình sẽ qua phần thứ hai của video này, đó là min blockchain. Thì min blockchain, thông tin của min blockchain là khả năng min blockchain sẽ tiến hành airdrop vào trong khoảng đầu quý 1 năm 2025. Mình nói trong quý 1 thôi, mình nói lại đi, trong quý 1 năm 2025. Thì các bạn sẽ hỏi mình là ở thời điểm này các bạn có thể cày được không? Thì ở thời điểm này mình nghĩ các bạn vẫn có thể cày được. Đó. Thì có lẽ là ở thời điểm này nếu các bạn cày thì các bạn sẽ không thể nào mà có được nhiều cái bond bằng những cái người mà đã cày từ rất lâu rồi như mình ha. Nhưng mà ở thời điểm này chúng ta vẫn có thể cày được, và nếu như các bạn cày tốt, các bạn siêng năng thì các bạn vẫn sẽ có cái phần thưởng xứng đáng với lại cái công sức mà các bạn bỏ ra mà thôi. Không ạ. Rồi thì ở cái min forest này, các bạn muốn gia nhập vào thì các bạn sẽ có một cái code mời ha. Cái code mời của mình ở phía dưới này, thì tí xíu nữa mình sẽ để cái code mời của mình ha. Những bạn nào mà yêu quý mình thì cho mình một cái đây ha, sẽ cho mình một cái rep. Ok, thì ở thời điểm này min đã tiến hành mainnet rồi, cho nên là để có thể giao tiếp được với mạng của min thì các bạn bắt buộc phải có ETH trên mạng min blockchain. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái đơn giản ha. Thì hàng ngày đầu tiên là các bạn phải bridge cái ETH từ bất cứ mạng nào sang mạng min. Các bạn có thể sử dụng Orbiter Final ha, mình sẽ để đường link phía dưới cho các bạn. Rồi ở thời điểm này là thời điểm cực kỳ thích hợp để các bạn có thể cày được, bởi vì ở thời điểm này phí gas là đang rất là thấp. Đúng không ạ? Các bạn chỉ cần gửi vào, mình nghĩ các bạn gửi vào 50 thôi, nhiều thì các bạn gửi vào 100 đô là các bạn có thể cày miệt mài từ ngày này sang ngày nọ. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ, mình xin phép mình nói là video này mình chỉ giới thiệu sơ thôi. Khi các bạn gia nhập vào thì các bạn cố gắng tìm hiểu giùm mình ha. Còn ở video sau nếu mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ làm một cái video chi tiết hơn về cách cày min cho các bạn, được không ạ? Rồi thì đầu tiên các bạn vào min forest nè, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ vào phần airdrop. Rồi ở cái phần airdrop này thì ở đây min blockchain nó sẽ có những cái gọi là cái cụm những cái nhiệm vụ đi ha, nhưng mà sẽ chia ra từng khu vực một. Đó thì các bạn sẽ bấm vào từng khu vực, xong đó các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ như thế này. Được không ạ? Các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ như thế này, các bạn chỉ việc bấm nút vào check này hoặc là go này là các bạn đi làm. Khi nào nó ấn done thì nó hoàn thành. Có một số nhiệm vụ cho dù các bạn done nó vẫn không ấn, nó sẽ cũng không ghi hoàn thành thì không sao các bạn ha. Quan trọng là chúng ta có transaction ở trên thì sau này khi dự án người ta tiến hành chụp trên transaction trên Explorer thì người ta sẽ thấy hết thôi. Được không ạ? Đó. Hai đần qua sheet này. Đó, các bạn min những cái này. Có những cái nhiệm, một số nhiệm vụ thì nó đã kết thúc rồi thì các bạn thôi mình vào sau thì chúng ta chấp nhận thôi, đúng không ạ? Đây min block, ví dụ như mình đây là cái nhiệm vụ này là mình hết hạn này nè, ngày 15 tháng 9 này. Đó, cái nhiệm vụ này kết thúc vào ngày 8 tháng 9 này. Đó, mình cũng không có hoàn thành được luôn. Đấy các bạn thấy không? Rồi thì đại khái là chúng ta, các bạn sẽ bấm vào từng cái để các bạn làm nhiệm vụ. Rồi ở đây có cái bridge ETH to min này, bridge stablecoin này, đúng không ạ? Đó, đây là các bạn sẽ bridge từ mạng Ethereum qua này, mạng Arbitrum Nova này, Arbitrum này, khá là nhiều mạng, đúng không ạ? Và mình nghĩ nếu như có điều kiện thì các bạn sẽ bridge càng nhiều mạng sang min càng tốt. Đó là có điều kiện thôi ha. Còn nếu không có điều kiện thì cách tốt nhất mình nghĩ là các bạn chịu khó bỏ một ít phí, cứ chuyển Ethereum từ chính mạng Ethereum qua min blockchain
chúng ta sẽ tốn phí một chút nhưng mà nó sẽ là lợi nhất. Nhưng mà các bạn với cái nhiệm vụ này, các bạn sẽ không có phải làm một số lượng quá lớn đâu các bạn. Ở cái nhiệm vụ này thì các bạn sẽ read, mình không nhớ là nhiệm vụ này đây, các bạn sẽ read tối thiểu là 0.01 là được, đúng không ạ? Rồi với lại đó là nhiệm vụ đầu tiên. Còn với cái nhiệm vụ thứ hai là đây, với cái nhiệm vụ thứ hai là breed stablecoin thì các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ lại phải breed tối thiểu là 50 USDT hoặc USDC, được không ạ? Thì các bạn cứ thấy mạng nào rẻ thì các bạn làm thôi, thì các bạn sẽ có thêm 3.000 MP. Thì những cái điểm số này nó sẽ khá là quan trọng, bởi vì nó sau này các bạn sẽ quy đổi ra được token. Nhưng mà không quan trọng bằng việc các bạn có càng nhiều TX trên mạng min blockchain và cái thời gian mà các bạn tương tác với dự án, đúng không ạ? Các bạn tương tác với dự án ở một cái thời điểm mà càng nhiều càng tốt, tức là cái chuỗi. Mình sẽ quay lại MinForest cho các bạn xem ha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái chuỗi mà mình đã đây, các bạn vào phần check này, các bạn sẽ thấy nè, ở cái lượt này thì mình đang gia nhập được khoảng 61 ngày. Thực ra là mình có một số khoảng thời gian mình bị quên, chứ còn chính ra cái khoảng thời gian mà mình làm min này á, là khá là lâu rồi. Nhưng mà mình bị miss mất một vài ngày cho nên mình bị mất cái chuỗi, và bây giờ nó chỉ còn được có 61 ngày thôi. Mình rất là tiếc cái phần này, bởi vì khả năng là những cái phần này nó sẽ mang lại cho mình những cái điểm số rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi, ở thời điểm này min blockchain đang boost điểm cho các bạn, cho nên các bạn sẽ có được rất là nhiều điểm. Rồi bây giờ mình sẽ làm một vòng cho các bạn xem khi mà tương tác với MinForest như thế nào để các bạn có thể min được cho mình cái green ID này. Min cái green ID này thì các bạn sẽ tốn mất một ít phí không đáng, được không ạ? Rồi. Bởi để tham gia tương tác với dự án min blockchain này thì nó là tốn phí, nó không miễn phí như story, cho nên mình không khuyến khích các bạn cày min ở thời điểm hiện tại. Thì nếu như các bạn có đủ khả năng, đủ tài chính và tiềm lực thì và thời gian nữa thì các bạn có thể thử để ý đến min. Còn ngoài thì các bạn không có nhiều tài chính, các bạn muốn làm miễn phí thì story là một sự lựa chọn cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại. Rồi, cái này là nó sẽ tự động collect ha. Ngoài ra sau khi mình collect được 49.000 này rồi thì bây giờ mình sẽ qua phần lucky. Ở phần lucky này thì mình sẽ có 10 lần quay, và mỗi lần quay mình sẽ có thêm một tí trên mạng, đúng không ạ? Thì các bạn cứ thấy nếu như mà mình zone liên tục thì cứ 10 ngày là cứ một ngày mình có 10 cái TX ở đây đi, thêm một tí ở ngoài nữa là mình 11 cái TX, thì 30 ngày là mình đã có thêm 330 TX rồi. Nhưng mà mỗi tội là ở thời điểm này thì các bạn sẽ tốn một khoản phí, nhưng mà không đáng đâu các bạn. Các bạn thấy mình có một đô 0.6 thôi, nhưng mà mình đã sử dụng một cách là thoải mái rồi. Đó, thì cái số lượng mi này thì làm gì, các bạn sau khi các bạn quay này, các bạn có cái mi này, các bạn sẽ đưa nó vào, các bạn nuôi cái cây ở phía ngoài màn hình, được không ạ? Đây đó, sau khi có xong thì các bạn sẽ lấy cái này, các bạn nuôi cái cây này. Cái cây này của các bạn càng to càng tốt, được không ạ? Các bạn ấn vào đây, xong các bạn ấn đây, các bạn chọn inject mi một phát là nó sẽ nhảy hết vào cái cây này, được không ạ? Và mình sẽ còn khoảng 770.000 mi nữa để mình có thể lên được level 7, khá là chậm so với mọi người. Rồi, mình chỉ giới thiệu ngắn gọn với các bạn về hai dự án là Story và Min Blockchain ở cái video này mà thôi. Còn để cày chi tiết dự án Min như thế nào thì các bạn có thể lên trên Twitter ha. Rất là nhiều các cái cool đã hướng dẫn các bạn cày Min Blockchain. Thì ngoài ra các bạn mà khá tiếng Anh thì các bạn hãy vô làm trực tiếp thôi, không có cần phải ai hướng dẫn hết. Các bạn vào phần Aerob này ha. Các bạn vào phần Min Forest, các bạn làm xong nhiệm vụ thì các bạn vào phần Aerob. Ở cái phần Aerob này thì các bạn cứ chọn từng cái khu vực rồi các bạn hãy làm các cái nhiệm vụ ở trong đó thôi. Rồi, mình sẽ dừng video về Story và Min Blockchain ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Chúc các bạn kiếm được thật nhiều transaction trên mạng Min Blockchain và Story. Chúc cho trong tương lai gần chúng ta sẽ kiếm được những cái khoản phí, những cái khoản airdrop xứng đáng từ Story và Min Blockchain. Xin chào các bạn.